Niềm tin của các nhà đầu tư nền kinh tế khỏe mạnh và mức tăng trưởng tốt của thị trường chứng khoán đang thúc đẩy người dân Mỹ đổ tiền vào cổ phiếu với tỷ lệ cao gần mức kỷ lục. Hiện tại, 62% người dân Mỹ sở hữu cổ phiếu mức cao nhất trong 20 năm qua, và trong đó tỷ lệ người thu nhập cao sở hữu cổ phiếu là 87%, theo sau là người thu nhập trung bình và người thu nhập thấp. Chỉ riêng trong quý 1 năm 2024, giá trị tài sản của nhà đầu tư cá nhân trên thị trường cổ phiếu tăng thêm 3,8 ngàn tỷ USD so với quý trước. Các chuyên gia cho rằng người dân Mỹ có xu hướng đầu tư một tỷ lệ tài sản lớn hơn vào cổ phiếu ở các giai đoạn lạm phát cao và chi tiêu tiêu dùng mạnh. Một lý do khiến các nhà đầu tư đổ xô vào cổ phiếu là khi so sánh với các loại tài sản khác, cổ phiếu Mỹ có mức tăng trưởng tốt hơn trong vài thập kỷ qua. Trong 10 năm qua, cổ phiếu Mỹ tăng trưởng bình quân 12,3% so với mức tăng chỉ 4% của các quỹ đầu tư bất động sản REIT và 1,4% của trái phiếu doanh nghiệp có xếp hạng tín nhiệm cao.